Som krop thanak dak nom nang samamut tang on. Kính chào thủ trưởng cùng toàn thể các đồng chí. Tôi, đại quý Trần Quy Hào, cán bộ dự thi thuộc đơn vị quân khu 9. Tôi thật vinh dự được là người lính bộ đội Cụ Hồ, được sống trong môi trường quân đội thỏa niệm mơ ước, được cống hiến sức tài của mình để bảo vệ bình yên cho đất nước. Và hôm nay, đây. Tôi tâm tình với các đồng chí đó là trước khi được dịch lần thứ nhất bùng phát, tôi được chỉ huy đơn vị giải quyết cho về 2 ngày nghỉ cuối tuần. Và đây là dịp để được trùng phùng chơi vợ hiền con thơ, được tỉ tê chuyện buồn vui vợ chồng. Ô kìa, đây Mau Quyên, chồng về. Và đứa con thơ, ông Phúc Mau ơi, cha về, cha mẹ cùng với con biết tình là quá vui. Cơm đãi chồng là món gà xe vai, bên mâm cơm tiếng cười vui rộn ràng. Bỗng đâu điện thoại từ sư đoàn gọi đến. Dạ, em xin nghe máy thủ trưởng à. Dạ, lệnh khẩn, tập trung. Do đó em sẽ sắp xếp lên ngay ạ. Nghe vậy á, vợ tôi buông đũa thẳng thốt. Lệnh khẩn, tập trung, nghĩa là anh phải chơi về đơn vị ngay bây giờ em ạ. Vợ tôi phân búa liền. Đó, có ai thấy không? Lấy chồng bộ đội không? Có cũng như không. Lâu lâu mới về nhà, bữa cơm mới chưa có ăn xong, vợ chồng chưa san sẻ được gì, vợ lại phải đi. Còn tôi liền chạy lại ôm cha khóc. Cha, con muốn cho cha đi đâu? Cha mới về nhà mà cha. Để vợ con an lòng, tôn tùng nói. Con à, em và con phải hiểu là bộ đội không riêng gì sư đoàn 330 quân khu 9, mà tất cả lực lượng trong quân đội từ Bắc vào Nam đều phải phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trên mọi mặt trận. Trong đó, cấp bách nhất trong giai đoạn hiện nay là phòng chống dịch COVID-19, và cụ thể là phối hợp cùng các ngành căng cấm tuyên truyền cho tất cả bà con ở nơi khu vực biên giới An Giang và cửa khẩu cần ngăn chặn thật tốt các trường hợp như là nhập cảnh trái phép, buôn lậu hoành hành, lối mở đường mòn, đảm bảo an toàn để dịch bệnh không lây lan. Vợ tôi cãi bướng lại. Nhưng anh đang được giải quyết về nghỉ cơ mà. Em à, giờ con virus nó đang hoành hành, chúng như những viên đạn vô hình đang gây thảm họa cho toàn thế giới và Việt Nam chúng ta. Em có thấy không? Thất nghiệp thì tràn lan, hoạt động sản xuất thì đình trệ, kinh tế tài chính thì khủng hoảng, các mối quan hệ xã hội thì bị tổn thương. Tai hại của dịch Covid là thế đó. Chính vì vậy, mệnh lệnh trái tim, anh không thể ở nhà được. Cho nên em ơi, cho nên lo lắng, biên giới dài nắng dầm sương, căng chặt căng suốt đêm trường, tất cả món ánh xém thường, chiến thắng Covid dẹp tan, phút cái hoàng sẽ hát gian. Và thế là hiểu được trách nhiệm của bộ đội Cụ Hồ và thấy được sự quyết tâm của tôi, vợ con tôi vui vẻ tiễn đưa tôi trở lại đơn vị với niềm tin tất thắng. Xoay chân ti nó đi ôn nơi bẹt bẹt xa khá. Xoay chân ti nó đi ôn nơi bẹt bẹt xa khá. Chùa bần cá na con sòm ra thân na ói chuốc niên sợi đầy. Chùa bần cá na con sòm ra thân na ói chuốc niên sợi đầy. Thanh niên hăng say góp sức góp tài dựng xây đất nước, xua đi Covid khắp nơi an lành đẹp như mơ ước. Thanh niên hôm nay rương cột tương lai tiến lên tuyến đầu, tuổi trẻ lực lượng vũ trang quân khu 9 niềm tin chiến thắng. Phần thi của tôi đến đây là kết thúc. Kính chúc ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe hạnh phúc. Chúc hội thi thành công tốt đẹp. Xin trân trọng kính chào.